Đó là một cái vị à, tu sĩ à, phạm giới rồi à, báo mạng cộng đồng mạng thì à, mỉa mai và lên án cợt nhã rồi thì à, bây giờ đó cái việc à, vị này thấy vị, việc này nên làm Việc nên làm là lên án hành vi nó rõ ràng có bằng chứng cho thấy vì đó thật hiện hành vi ấy. Còn những người bàn tán có lời lẽ ác ý, có người thái độ cợt nhã cười chê à, thì cái cái việc mà chỉ trích như vậy đó tạo ra năng lượng xấu thì kích, kết quả không có tốt. Bây giờ sư tóm tắt lại cái câu hỏi này đó trả lời chung luôn chứ không trả lời riêng về một cái trường hợp cụ thể nào đó là đó những cái trường hợp mà sai phạm của một tu sĩ Phật giáo thì à, chúng ta nên giải quyết như thế nào thưa với quý vị sư nói để cho quý vị thấy là sư trên tinh thần à, chúng ta hiểu và thông cảm cũng như nghiêm khắc nhưng chúng ta phải có sự cảm thông và có sự công bằng nếu như quý vị có theo dõi thì quý vị cũng biết là thái độ của sư ví dụ như là đối với trường hợp là một cái người mà họ như trường hợp vừa rồi đó là một cái cô diễn viên đó cổ phỉ bán một nhà sư nepal đó thì ngay cả trong trường hợp như vậy sư vẫn khuyên quý vị là chúng ta không nên cộng nghiệp với nhau và không nên dùng những lời lẽ cay độc thậm chí là không nên đẩy người ta vào đường cùng. Đó. Chúng ta vẫn luôn có tâm từ ngay cả đối với những người họ công kích mình, họ tấn công mình, họ làm hại mình. Bây giờ thì sư nói đến cái việc là cái trách nhiệm của cái việc lên án thì chúng ta trách nhiệm nó thuộc về ai? thì xin thưa là cư sĩ quý vị hoàn toàn có quyền lên án tố cáo những hành động sai phạm. Ví dụ như một vị tu sĩ có hành vi không đúng chuẩn mực đối với nhà Phật thì quý vị hoàn toàn có thể lên án với những cái đơn vị liên quan ví dụ như là giáo hội hoặc thậm chí nếu là vi phạm pháp luật thì quý vị cũng có thể liên hệ với pháp luật nhưng nhớ dùm sư một chuyện như thế này. Chúng ta lên án, chúng ta tố cáo là nhằm mục đích giải quyết vấn đề. Chứ không phải là để chúng ta đem ra, chúng ta làm một cái trò cười. Chúng ta đem ra, chúng ta cười cợt, rồi chúng ta bàn tán, rồi chúng ta bàn ra đón vào với những lời lẽ nó tấn công cá nhân. nhé. Yeah. Việc xét xử là thuộc về cơ quan có thẩm quyền chúng ta không phải thẩm phán, chúng ta không phải luật sư, thì chúng ta không nên tham gia vào những việc ví dụ như à, người này đáng phải như thế này, phải đáng phải như thế kia. Tôi nói thậm chí đó, nhiều người họ phạm những cái tội ác tày đình ở xã hội. Thì khi mà báo đăng siêu rất thương cảm với những ai họ nổi giận, bất bình, mà họ buông ra những lời ví dụ như cái người này nè đáng phải tử hình người này nè đáng phải tùng xẻo người này nè đáng phải thế này đáng phải hành hạ như thế này thế kia thì chúng ta hãy cẩn thận là chúng ta đang nhân cái cớ chúng ta đang mượn cái ác của người khác để làm cái ác của chính mình tức là người khác họ làm ác nhưng mình mượn cái ác của họ để mình làm ác bằng khẩu nghiệp chẳng những khẩu nghiệp mà mình còn dùng tay để mình gõ những chữ đó ra thì nó còn có cả thân nghiệp và chẳng những như vậy đó trong đầu của chúng ta có suy nghĩ là phải hành hạ người đó phải tấn công người đó phải làm cho họ sống không bằng chết thì khi đó là chúng ta đã làm ác bằng ý nghiệp quý vị có thấy đáng không một người họ làm ác có pháp lực họ giải quyết đúng sai có cơ quan điều tra tội nặng nhẹ có thẩm phán bào chữa thì có luật sư còn trong khi đó mình không dính dáng gì hết tự nhiên mình nhảy vào mình nhân cái ác của người khác để mình có thân ác khẩu ác ý ác người ta làm ác người ta đi địa ngục là chuyện của người ta tự nhiên mình nhìn thấy người ta đi địa ngục mình nhảy xuống địa ngục chung chi vậy nó không đáng thành ra đó mỗi lần mà sư thấy những người họ nhảy vào đó họ bình luận như vậy sư rất là thấy thương thương là họ làm ác họ không biết họ gieo những cái nhân khổ để rồi họ nhận quả khổ mà họ không biết đấy cho nên á nhớ giùm đừng nên cho mình quyền xúc phạm người khác dù cho người đó có là một kẻ cùng hung cực ác đi chăng nữa thì mình cũng không nên cho mình cái quyền xúc phạm người khác bởi vì khi mình xúc phạm người khác là mình đang tội nghiệp nhớ dùm sư năm điều kiện mở miệng của bậc trí đó là gì thứ nhất là phải đúng sự thật khi mà người ta bàn một cái vấn đề gì đó mình phải có trách nhiệm mình kiểm chứng coi đúng sự thật hay không rồi hẳn nói chứ không phải mình cứ chia sẻ vô tội vạ cứ thấy cướp hiếp giết ở trên mạng đầy ở trên mạng rồi mình cứ chia sẻ mà mình không có bao giờ mà mình chịu dừng lại mình suy nghĩ nó đúng hay là sao? Đấy. Cái thứ hai ấy, là nó phải có lợi ích. Có lợi ích ở đây là gì? Là cái nội dung thông tin mình chia sẻ đó có giúp người ta đi đến sự vô tham, sự vô sân, sự vô si, tức là đi giúp cho người ta có thiện tâm, giúp cho người ta biết thương nhau hơn, giúp cho người ta biết đoàn kết, giúp cho người ta biết làm lành lánh dữ có hay không? hay là cái sự chia sẻ đó của mình á, khiến cho người ta sân hận, khiến cho người ta tham lam, khiến cho người ta si mê, khiến cho người ta phải cộng nghiệp lẫn nhau. Hãy kiểm tra lại nội dung mình chia sẻ có lợi ích hay không. Cái thứ ba đó là mình hãy xem là nó có đúng thời điểm hay không. Có những thời điểm mà chúng ta nên im lặng. Có những thời điểm mà cái việc nói đó ra đó nó không giúp ích gì được mà nó chỉ tổ đổ, đổ thêm dầu vào nữa thôi hãy xem coi nó có đúng thời điểm hay không cái thứ tư là mình nói mình có suy tư hay không có nhiều người gọi là tay nhanh hơn não mình cứ như gọi là mình buông ra mình buộc miệng ra mình nói hoặc mình làm mà mình không có suy tư mình không có suy nghĩ mình nên nói bằng những cái lời như thế nào để làm cho người ta có thể lắng nghe mà không bị tổn thương và điều thứ năm đó, là hãy xem coi là mình nói như vậy mình có nói bằng từ tâm hay không có nói bằng tình thương hay không Đấy. quý vị thấy cũng một vấn đề mà sư nói bằng tình thương với mong muốn mọi người đều được yên vui mặc dù nói về cái vấn đề nhạy cảm hay là một cái vấn đề bình thường mà mình nói bằng cái tâm từ á, nó sẽ khác tác dụng nó sẽ khác còn mình nói bằng một cái lòng sân hận thì nó sẽ khác cho nên năm cái yếu tố của bậc trí hãy coi coi mình có đủ hay không rồi hẳn mở miệng ra mà sư tin là những con người ở đây những con người nghe những cái lời này các vị đã không có hùa theo trong cái sự kiện này. Mà những con người cần nghe đó. Tức là những con người mà họ hùa theo. Đó, những con người họ tạo chung ác nghiệp. Họ cộng nghiệp để rồi họ đi xuống những cảnh giới khổ đau. Thì những con người đó họ lại không nghe những cái này. Tức là người cần nghe thì họ không được nghe. Đó là một điều đáng tiếc. Hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình. Để tránh cộng nghiệp với người khác. Như sư nói rồi. Tôi nhắc lại để quý vị nhớ, người ta làm ác là chuyện của người ta, không mắc mớ gì mình cộng nghiệp chung với người ta để mình đi xuống cảnh khổ. Không đáng. À, và trong vai trò của một tu sĩ, khi mà nói đến một vấn đề nào đó là nhằm mục đích giải quyết vấn đề. Chứ không phải là mình đem vấn đề đó ra để mình bàn luận, chơi với nhau đó nằm ở trong cái giới luật của tu sĩ ví dụ như vị này phạm giới ông sư á hoặc vị tu sĩ đó không được đem cái chuyện người này phạm giới ra ngồi kể lại ngồi lê đôi mắt gọi là ngồi kể với cư sĩ tỷ tê đó ờ à, đó ông sư là ông phạm giới ông thầy kia ông phạm giới không có vị tỳ kheo không được phép làm chuyện đó mà vị tỳ kheo chỉ được làm đó là gì đưa sự việc đó ra để giải quyết vấn đề chứ không phải đưa ra đó để chúng ta ngồi chúng ta bàn luật đúng sai nha cư gọi là cư sĩ và tu sĩ có những cái chỗ khác nhau như vậy và cái điều tiếp theo đó, chúng ta nên bàn về cái sự trong sạch của giáo hội thì với những cái trường hợp như vậy không phải chỉ có một um, trường hợp hai trường hợp mà nhiều trường hợp thì cái sự trong sạch của giáo hội mình có um, có đảm bảo hay không thì sư sinh thưa đó là ông bà người Việt Nam mình có một câu á, xưa nói rất là hay đó là gì mía sâu có đố nhà dột có nơi ở bất kỳ một tập thể nào cũng có người này người kia trong tăng đoàn cũng có người tu giỏi cũng có người tu chưa giỏi ở đạo cũng vậy ở đời cũng vậy sai ở đâu mình sửa ở đó xử lý ở đó không có lý do gì đó nhà chỉ có một cái lỗ dột thôi hoặc một vài lỗ dột mình đi mình đập hết căn nhà đó là cái chuyện thiếu trí tuệ hoặc là nhà chỉ có một vài lỗ dột mà mình có thể mình bình xét là cái căn nhà này là không ở được không xài được nó không đáng sư đưa ra một con số để cho quý vị giật mình năm à, cái này là báo như là báo thanh niên thống kê đó trong một cái cuộc họp của trong cuộc họp của ngành công an thống kê năm 2021, cả nước Việt Nam có 41.728 vụ phạm pháp. và bắt xử lý gần 74.000 đối tượng. Thì chúng ta có thể nói là đất nước Việt Nam là một đất nước thiên đường của tội phạm có thể không. Tại vì mỗi một năm xử lý gần 74.000 đối tượng phạm pháp sư tin lạc không bởi vì quốc gia nào thì cũng có vấn đề hơn nữa đó mình còn có thể mình xét trên cái dân số thì dân số Việt Nam mình năm 2021 là 98 triệu 243 015 đó là cái số thống kê thì tỷ lệ phạm tội của uh, của Việt Nam mình đó là 75,32 trên 100.000 dân đó là tỷ lệ phạm tội đó. Thì cái tỷ lệ đó quý vị có thể search ở trên mạng tỷ lệ phạm tội của các quốc gia thì chúng ta sẽ có à, những con số rất là thú vị. Thì cả Việt Nam như vậy thì trong Phật giáo chúng ta cũng phải thống kê để chúng ta biết là cái tỷ lệ à, mà gọi là phạm tội đó của vị tỷ kheo là bao nhiêu phần trăm. Xin nói 10.000 ông sư tu tốt á không có ai thấy đâu thậm chí là không có ai buồn để ý tại vì sao vì mà ông sư mà tu cho nó ngon lành giới hạnh ngon lành rồi có gọi là hành thiền rồi biết ở độc cư không có gì đáng để thiên hạ phải bàn tán không có gì đáng để thiên hạ phải đăng báo cho nên nhiều khi người ta không không có để ý nhưng chỉ cần một ông tu không tốt thôi là thiên hạ họ sẽ nhầm vào cái vấn đề ở đây là thái độ của chúng ta nó bị lệch tức là cái người tốt lẫn người xấu chúng ta đều cùng phải nhìn và chúng ta có cái nhìn khách quan chứ chúng ta không nên chỉ thiên về một phía tức là chỉ nhìn chằm chằm vào những người xấu rồi mình lấy cái xấu đó mình áp đặt cả và tăng đoàn thì đó là điều không có nên ừ. à, và xin thưa cái sự kiện này đó và một vài cái sự kiện tương tự sở dĩ nó rúng động xã hội tức là làm cho xã hội quan tâm một cách lớn lao như vậy quý vị có để ý là bởi vì một nguyên nhân bởi vì được một nguyên nhân là các tu sĩ Phật giáo được người ta nhớ đến là những người có nết hạnh được người ta quy định tu sĩ Phật giáo là những người có đức hạnh có khả năng giữ gìn giới hạnh cho nên cái chuyện là một vị không giữ được người ta bị sốc chứ còn nếu như một cái tập thể mà không có ông nào mà ngon lành hết trơn ông nào cũng phá giới cũng uh, này nọ kia tùm lum hết thì cái chuyện người ta nói là cùi không sợ lỡ tức là có báo chí có đăng thì người ta thấy cũng thường thôi tại vì vốn dĩ tập thể đó đã là như vậy nhưng không khi mà một lần mà một vị tu sĩ mà có cái này cái kia là thiên hạ họ rùm lên tại sao bởi vì trường hợp đã đặc biệt hiếm đó cho nên là chúng ta nên nghĩ cho kỹ và sư thì sư đề nghị là chúng ta nên các vị tu sĩ ừ. chúng ta nên theo tinh thần kinh thừa tự pháp đó là gì hãy thừa tự giáo pháp của thế tôn hãy thừa tự lời dạy của thế tôn chứ đừng thừa tự tài vật của thế tôn khi chúng ta là người tu sĩ mà chúng ta thừa tự tài vật thay vì chúng ta thừa tự pháp chúng ta sẽ bị thiên hạ chỉ trích là những người tu mà lại là những người theo đuổi tài vật chứ không phải là những người theo đuổi cái pháp và chẳng những mình bị chỉ trích tăng đoàn bị chỉ trích mà cả đức thế tôn cũng bị chỉ trích bởi vì sai phạm của cá nhân mình cho nên à, chúng ta sống như thế nào đó để đừng ảnh hưởng đến tập thể và đừng để ảnh hưởng đến đức bổn sư của chúng ta ngài là vị thầy vĩ đại chúng ta là đệ tử thì chúng ta nên có cái thái độ học cho nó đàng hoàng và một cái suy nghĩ nữa đó là chúng ta có nên gọi là siết chặt đầu vào hay không? À, như cái cái câu hỏi mà vị này hỏi, có nên siết chặt đầu vào hay không? Tức là vị này như thế này như thế kia thì chúng ta không nên cho xuất gia. À, thực tế mà nói là tất cả những cái quy định, những cái quy chuẩn, những cái quy ước toàn bộ đều đã nằm trong tạng luật rồi. Chỉ cần mà mình làm đúng y chang tạng luật là mình an lạc. Còn khi mà mình tìm kẻ hở trong tặng luật để mình chui vào Hoặc do là mình không biết luật Rồi mình làm á Thì chắc chắn nó sẽ đem đến những cái khổ đau thôi Phật giáo thì luôn mở rộng vòng tay dù cho đó anh là một kẻ phạm tội anh thì sau khi anh thi hành án xong rồi anh về đời xã hội ruồng bỏ anh không ai đón nhận anh thì phật giáo vẫn giang tay đo chào đón anh dù cho anh là một người nghiện ngập sau khi anh cai nghiện thành công xã hội không chấp nhận anh người ta không nhìn ngó anh thì phật giáo vẫn giang tay ra chào đón anh nhưng mà cũng có những trường hợp phật giáo rất là nghiêm khắc tăng đoàn rất là nghiêm khắc để đảm bảo là khi anh vào ở trong tăng đoàn anh sẽ được sự lợi ích chứ không phải là anh sẽ phá hoại tăng đoàn. Những điều này đó đã được quy định rõ ở trong luật. Cho nên như sư nói, cứ làm theo luật là an lạc. Còn xin thưa với quý vị là phiền não ai cũng có. Ai cũng có phiền não hết. Nhiều ít mặt này mặt kia, người nặng về dục nam nữ, người nặng về dục của ăn uống người nặng về dục trang điểm người nặng về dục này dục kia hoặc là người nặng về sân đó hoặc người nặng về si phiền não ai cũng có xin thưa chính bởi vì các có những con người họ ý thức được là họ có phiền não và họ có nhu cầu diệt trừ những phiền não đó họ mới đi tốt chứ không phải là những người họ trong sạch rồi là thánh hết rồi họ mới vào chùa họ đi tu nó giống như cái nguyên nhân mà chúng ta rửa tay là bởi vì chúng ta ý thức được cái tay chúng ta bẩn và chúng ta mới mở vòi nước để chúng ta rửa tay để cho tay chúng ta được sạch chứ không phải là tay chúng ta sạch rồi chúng ta mới nhúng xuống nước chính bởi vì như vậy khi mà quý vị nhìn vào những tu sĩ hãy nhìn bằng một cái nhìn là biết những vị này là những con người trên con đường đi đến sự chấm dứt phiền não bản thân các vị đó cũng có phiền não nhưng các vị đó đang nỗ lực để chấm dứt phiền não còn những người ở ngoài đời thì rất nhiều trong số họ là những con người họ không ý thức được họ có phiền não và họ cũng không có nhu cầu chấm dứt phiền não cho nên việc xuất gia luôn là đáng quý Đó, thì nhân cái sự kiện này thì sư nói chung luôn cho tất cả các trường hợp mà rùm ben ở trong phật giáo sư giờ và sư mong chúng ta có một cái nhìn khách quan và có những cái cư xử phù hợp Xứng đáng với một người tu đặc ừ, Chúc quý vị an vui Và à, sư qua Cái à, câu hỏi à, tiếp theo ha.